tại chợ phiên Rào San, xã Rào San, huyện Phong Thổ. Nơi được coi là trung tâm thương mại của 10 xã biên giới Việt Trung, nằm ở phía bắc huyện Phong Thổ, rượu cũng không còn được bày bán công khai như trước. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu vẫn có thể mua được, kể cả số lượng lên tới hàng chục lít. Không chỉ riêng mặt hàng rượu, nhiều nguồn thực phẩm khô khác cũng được in chữ và ảnh nước ngoài vẫn được bày bán tràn lan tại các sạp hàng. Đặc biệt là đồ nướng làm từ gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc với giá siêu rẻ, được bày bán tràn lan ở chợ mà chưa được cơ quan chức năng nào tiến hành kiểm soát, khuyến cáo và đương nhiên không có xử phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồn biên phòng, đồn công an và chính quyền địa phương và trạm y tế xã chúng tôi là phối hợp rất là tốt và cùng nhau tuyên truyền vận động và cùng nhau đi trực tiếp về vận động bà con, tuyên truyền cho bà con không sử dụng những cái hàng không rõ nguồn gốc. Theo số liệu thống kê của ngành y tế Lai Châu, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ ngộ độc thực phẩm, làm gần 350 người bị ảnh hưởng, trong đó có 10 người thiệt mạng. Nặng nhất là trong tháng 2 đầu năm 2017, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 150 người phải đi cấp cứu, 9 người chết, 1 người phải tháo khớp chân tay. Là chúng tôi chỉ đạo 3 phòng chức năng. Phòng thứ nhất là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, phòng thứ hai là phòng kinh tế hạ tầng, phòng thứ ba là phòng y tế, trung tâm y tế. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, theo hướng dẫn của cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cái hộ kinh doanh, đặc biệt chú trọng tới các cái mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái loại rượu, bia, nước giải khát không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, kiên quyết tịch thu tiêu hủy các cái mặt hàng này. Rượu giả cũng như các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, cộng với ý thức ham rẻ của người dân khi sử dụng đang là nguy cơ gây ngộ độc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lai Châu. Việc ngộ độc thực phẩm tập thể vừa qua lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm ở vùng cao để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có giải pháp chế tài đủ mạnh đối với những tổ chức cá nhân vi phạm.